Sao trải khiến MU si mê tới Turin kiểm tra y tế, sắp ra mắt Juventus với giá 35 triệu euro. Juventus vừa xác nhận tiền vệ Dejan Kulusevski của Atalanta đã tới Turin kiểm tra y tế và chuẩn bị ký hợp đồng với nhà đương kim vô địch Serie A. Đây là thông tin chẳng vui vẻ gì dành cho Manchester United. Đội bóng cũng rất muốn có được cầu thủ này. Nếu được chứng minh không có vấn đề về sức khỏe, Kulusevski sẽ đầu quân cho màn lầm già thành Turin với giá 35 triệu euro, chưa kể 9 triệu euro phát sinh phí. Anh dự kiến ký hợp đồng 4 năm với Juve và được hưởng mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa. Hiện vẫn chưa rõ Kulusevski sẽ phục vụ Juventus ngay hay còn chơi cho Parma đến tháng 6 theo đúng hợp đồng cho mượn. Kulusevski mới lên chơi ở đội 1 Atalanta hồi tháng giêng năm nay. Anh là nhân tố chủ chốt giúp Parma có được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Serie A. Đáng chú ý, mới cách đây không lâu, tờ The Sun từng cho biết Kulusevski là mục tiêu theo đuổi của MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Anh được nhiều đội bóng lớn quan tâm như vậy là do đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng thời gian gần đây. Trong 17 lần ra sân ở Serie A mùa này, cầu thủ 19 tuổi người Thụy Điển đã ghi tới 4 bàn thắng và tung ra 7 đường truyền thành bàn. Riêng về khả năng kiến tạo, anh hiện chỉ xếp sau duy nhất tiền vệ Luis Alberto của Lazio đã có 11 đường truyền thành bàn. Ở hai vòng đấu gần nhất, Kulusevski đã ghi dấu giày vào 3 bàn thắng và một lần được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận. Với phong độ thuyết phục như vậy, anh mới giành được cầu thủ hay nhất Serie A tháng 12. Aubameyang làm ấm lòng fan Arsenal bằng thông điệp ngắn gọn. Thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa tin về việc tiền đạo Emerick Aubameyang muốn rời Arsenal để chuyển đi nơi khác vì quá thất vọng về thành tích nghèo nàn của pháo thủ. Để các fan Arsenal khỏi thắc mắc, chính Aubameyang vừa mới đứng ra xua tan những nghi ngờ. Phát biểu trên BBC sau trận đấu Arsenal đánh bại MU 2-0 tại Emirates đêm qua, chân sút 30 tuổi người Gabon cho hay: "Giới truyền thông Anh quả là rất thích đưa chuyện vớ vẩn. Bây giờ tôi vẫn đang ở Arsenal và đó là 100% sự thật." Với những gì Aubameyang vừa chia sẻ, có thể thấy anh vẫn giữ được nhiệt huyết và khát khao được cống hiến cho Arsenal. Với sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đang có dấu hiệu hồi sinh nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu Aubameyang tiếp tục chơi bóng ở Emirates thêm vài năm nữa. Kể từ đầu mùa, Aubameyang đã có 15 bàn thắng trên 24 trận cho Arsenal, trong đó có 13 pha lập công tính riêng ở Premier League. Trong danh sách các chân sút hàng đầu ở Premier League mùa này, anh chỉ xếp sau duy nhất tiền đạo Jamie Vardy của Leicester. Cả Barcelona, Real Madrid lẫn Inter Milan đều rất muốn có được chân sút người Gabon này. Trong trường hợp không thể giữ chân cựu tiền đạo của Dortmund, Arsenal có thể nhắm đến 3 cầu thủ thay thế là Dominic Calvert-Lewin của Everton, Timo Werner của Leipzig và Oliver Giroud của Chelsea. Inter tìm mọi cách chiêu mộ Vida. Trong khi các đội bóng lớn khác ở Serie A đã mua xong cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, thì Inter Milan vẫn chưa mua được tân binh nào đáng chú ý. Họ đang dồn sức chiêu mộ Arturo Vidal của Barcelona. Gần đây báo chí Tây Ban Nha viết rất nhiều về chuyện Arturo Vidal nộp đơn kiện Barcelona thanh toán thiếu cho anh khoản tiền 2,4 triệu euro. Chuyện này kết hợp với việc phải ngồi dự bị khá lâu khiến khả năng Vidal rời Barcelona ngay trong mùa đông này là rất lớn. Vấn đề chỉ nằm ở khả năng đàm phán của Inter mà thôi. Đội bóng của Conte đã chuẩn bị một lời đề nghị mượn Vida. Theo đó, Vida thi đấu cho Inter trong phần còn lại của mùa giải dưới dạng cho mượn từ Barcelona với một cam kết mua đất trị giá 12 đến 13 triệu euro. Mức giá này chênh lệch không nhiều so với con số 20 triệu euro mà Barca đưa ra, nên hai bên sẽ đàm phán thêm để đi đến thống nhất. Inter rất cầu thị trong vụ này khi thể hiện công khai quyết tâm chiêu mộ Vida. Ngay khi giai đoạn lượt đi đang diễn ra, Conte đã nhắc đến Vida. Gần đây đến lượt phó chủ tịch Xavi Zanetti thừa nhận điều này với những lời nhận xét có cánh. Vida sẽ nâng tầm đẳng cấp của đội bóng. Không chỉ vậy, đội bóng Italia còn hứa trả Vida mức lương 5 triệu euro một năm, mức lương cao thứ 6 của đội hình hiện tại, chỉ sau Lukaku, De Vrij, Brozovic, Godin và Sanchez, và cam kết một giao kèo đến hết năm 2022. Đây là một lời đề nghị rất đáng cân nhắc với một cầu thủ 33 tuổi. Alphonso David muốn đá cao hơn. Alphonso David vừa thổ lộ trên tờ The Sun của Canada về nguyện vọng được chơi cao hơn trong đội hình Bayern Munich. Cho dù David đang tỏa sáng ở vị trí hậu vệ trái của Bayern, nhưng anh vẫn không muốn bị đóng đinh với một suất trong hàng thủ của Hùng Xám. Thực lòng thì đầu tôi luôn nghĩ tới chuyện tấn công, tấn công và tấn công.
Nhưng bây giờ nhiệm vụ của tôi là phòng ngự. Tất nhiên là vẫn có rất nhiều lần tôi dâng cao hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên tôi vẫn phải nơm nớp đề phòng phía sau mình. Nếu đối phương đoạt được bóng và phất bóng dài phản công sẽ là vấn đề lớn của tôi. Đúng là hiện tại tôi đang đá hậu vệ trái, song hy vọng trong tương lai tôi sẽ được chơi cao hơn. Ngôi sao 19 tuổi người Canada, vốn sở trường đá tiền đạo cánh trái. Thời huấn luyện viên Kovac còn dẫn dắt Bayern, David được kéo xuống hậu vệ trái như giải pháp chữa cháy trong giai đoạn hàng thủ Bayern khủng hoảng. Không ngờ David chơi vô cùng ấn tượng với vị trí không phải sở trường này. Đến khi huấn luyện viên Felix lên thay Kovac, David vẫn được tin dùng ở vị trí hậu vệ trái. Ngay cả khi hậu vệ trái xịn David Alaba bình phục chấn thương, Felix đẩy Alaba vào đá trung vệ và tiếp tục để vị trí hậu vệ trái cho David. Khi nào các hậu vệ Lucas Hernandez và Nick Lasula bình phục chấn thương, có lẽ David mới được toàn nguyện đá cao hơn. Còn hiện tại anh không quên tuyên bố, dù thế nào tôi vẫn sẽ chơi tốt ở vị trí mà huấn luyện viên bố trí. Everton đàm phán gia hạn với Calvert-Lewin. Trước sự kéo quyết liệt của Manchester United, ban lãnh đạo Everton bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Theo báo chí Anh, sau khi vô hụt Erling Haaland đã chuyển sang Dortmund, Quỷ Đỏ quyết dốc két 50 triệu bảng để mang về ngôi sao đăng lên Calvert-Lewin về sân Old Trafford ngay trong phiên chợ mùa đông này. Năm nay 22 tuổi, Calvert-Lewin đang thi đấu cực kỳ ấn tượng, trở thành chân sút số 1 của Everton mùa này với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 8 pha lập công ở Premier League. Còn nhớ ngày 31 tháng 8 2016, cầu thủ người Anh này khi ấy 19 tuổi gia nhập Everton với giá 1,5 triệu bảng và bắt đầu thể hiện được tiềm năng của mình. Trong hai mùa giải 2017-2018 và 2018-2019, Calvert-Lewin thường xuyên được ra sân với lần lượt 32 và 35 trận. Sang đến mùa này, anh trở thành cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của đội chủ sân Goodison Park. Ngay từ khi dẫn dắt Everton, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xem Calvert-Lewin là nhân tố chính trong lối chơi của đội nhà. Anh đã ghi 3 bàn thắng trong 2 trận đầu tiên dưới triều đại Carlo Ancelotti. Và đích thân nhà cầm quân Italia sẽ cùng ban lãnh đạo Everton trực tiếp đàm phán gia hạn với Calvert-Lewin. Hợp đồng hiện tại giữa Calvert-Lewin và Everton còn 3 năm. Nhưng trước sự nhòm ngó của nhiều ông lớn, Everton sẽ phải nhanh chân nếu không muốn tuột mất viên ngọc quý. Pogba chấn thương mắt cá, MU khủng hoảng tuyến giữa. Huấn luyện viên Ole Solskjaer cho biết Pogba không thể thi đấu vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân. Tiền vệ người Pháp không ra sân ở trận gặp Arsenal tại vòng 21 Premier League rạng sáng ngày 12 tháng 1. Lý giải cho việc này, huấn luyện viên Solskjaer của Manchester United đã đưa ra thông báo về tình hình chấn thương của Pogba. Cậu ấy vẫn đang chấn thương, Pogba vẫn đang gặp vấn đề ở mắt cá. Chắc chắn cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu thêm vài tuần nữa. Lần gần nhất Pogba có thể thi đấu là khi anh vào sân từ ghế dự bị trong hai trận đấu gặp Watford và Newcastle. Tiền vệ người Pháp cũng đã bỏ lỡ trận đấu với Burnley ở vòng 20 ngày 29 tháng 12. Dù đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Pogba được cho là sẽ sớm rời Manchester United để trở lại Juventus. Bà đâm ra đưa ra lời đề nghị 60 triệu euro kèm theo tiền vệ Emerkan để có thể thuyết phục Manchester United nhà người. Bà lãnh đạo Juventus đang muốn sớm hoàn tất thương vụ này để tránh sự cạnh tranh của Real Madrid và PSG trong mùa hè. Pogba đã bỏ lỡ 20 trận đấu của Manchester United từ đầu mùa. Anh mới chỉ 8 lần góp mặt trong đội hình chính của Quỷ Đỏ. Với những thông báo mới nhất từ Solskjaer, nhiều khả năng tiền vệ 26 tuổi sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu gặp Wolverhampton ở FA Cup, Manchester City ở Cúp Liên đoàn và Liverpool ở Premier League. Với sự thiếu vắng Pogba, MU đã phải nhận thất bại 2-0 trước Arsenal trên sân Emirates. Với trận thua này, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer vẫn xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đã kém vị trí thứ 4 của Chelsea 5 điểm. Leo Fernandes nói, sau 2 năm Ozil mới tươi cười như vậy. Sau khi chứng kiến Arsenal đánh bại đội bóng cũ, huyền thoại Manchester United dành lời khen ngợi đến Mesut Ozil. Với việc đánh bại Manchester United 2-0 ở trận cầu tâm điểm vòng 21 Premier League, Mikel Arteta có chiến thắng đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng Arsenal. Ngoài hai cầu thủ ghi bàn là Nicolas Pepe và Socrates, tiền vệ Mesut Ozil là cái tên chơi nổi bật nhất giúp pháo thủ giành trọn 3 điểm. Trong trận đấu này, Leo Fernandes tham gia bình luận trên kênh BT Sport. Huyền thoại Manchester United tỏ ra bất ngờ với những gì Ozil thể hiện trên sân. Ông đặc biệt chú ý đến hình ảnh của tiền vệ người Đức lúc cuối trận khi anh tươi cười cùng huấn luyện viên và đồng đội. Có hình ảnh mà chúng ta nên chú ý khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu và Arteta bước vào sân. Tôi chưa bao giờ thấy Ozil tươi cười như thế gần 2 năm qua. Điều đó cho chúng ta biết cậu ấy đang hạnh phúc với đội bóng và huấn luyện viên. Ozil thể hiện sự thanh thoát trong lối chơi và cho thấy tầm vóc của nhạc trưởng trong trận đấu. Leo Fernandes bình luận trên BT Sport.
Không chỉ khen ngợi cá nhân Ozil, cựu danh thủ người Anh còn đánh giá cao Arsenal dưới thời huấn luyện viên mới. Arsenal đã chơi kỷ luật, còn các cầu thủ vô cùng tự tin. Họ rất nhanh và mạnh và quyết liệt hơn MU. PP có trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Điều đó xuất phát từ niềm tin dành cho huấn luyện viên. Nếu không tin tưởng huấn luyện viên, bạn sẽ không thể thi đấu hiệu quả.